Trong năm vừa qua, AMEB đã hân hạnh được triển khai mô hình chấm thi âm nhạc tại Việt Nam. Vào tháng 12 vừa rồi, hàng trăm thí sinh tại miền Bắc đã tập trung ở Hà Nội cùng thầy cô và cha mẹ tham gia lễ trao chứng chỉ AMEB. Đích thân Tổng Giám đốc AMEB trao chứng chỉ cho các thí sinh. Thành quả này đến từ một quá trình học và tập luyện lâu dài. Thí sinh đạt chứng chỉ ở nhiều cấp độ, từ sơ cấp đến nâng cao, chuyên nghiệp. Rất là đáng tự hào vì các em học sinh Việt Nam sau một năm tiếp xúc với chương trình của AMEB, các em cảm thấy rất nhanh những cái ưu việt của chương trình Úc đã soạn ra. Một phần quan trọng của buổi lễ là lễ cảm ơn thầy cô và cha mẹ. Truyền thống này của AMEB nhằm giúp các thí sinh tỏ lòng biết ơn tới những người đã dạy dỗ và giúp đỡ động viên mình. Bằng việc đạt chứng chỉ AMEB, các thí sinh đã vượt qua mục tiêu mình đặt ra. Qua đó, các em có thể phát triển toàn diện và trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Tại buổi lễ, các thí sinh cũng đã thể hiện những màn biểu diễn ấn tượng. Giáo trình AMEB đã cho các em học hỏi từ nhiều thể loại nhạc đa dạng. Em thấy đây là một chương trình tốt và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình đi du học sau này, vì đây là một chứng chỉ rất là uy tín của Úc và được công nhận trên nhiều nước. Kỹ thuật và cái thứ hai là quan trọng hơn là âm nhạc của em đã tốt hơn và em đã biết cách có thể là đã có những giấc thái hay là những biểu cảm trên đàn piano. Để có thể có được một cái tác phẩm hoàn thiện nhất thì chắc chắn là không thể thiếu được cái sự chăm chỉ của mình. Hơn nữa là mình cũng phải biết lắng nghe và mình biết tiếp xúc với nhiều cái loại âm nhạc khác nhau để mình có thể tiếp thu được và mình có thể tạo ra một cái bài tác phẩm tốt nhất. AMEB xin chân thành cảm ơn các thí sinh, cùng thầy cô giáo và cha mẹ, cũng như những cơ quan, tổ chức đã đồng hành cùng AMEB trong năm qua. Chúng tôi mong rằng chứng chỉ sẽ là động lực để các thí sinh tiếp tục tập luyện, cũng như tìm thấy niềm vui và đam mê trong âm nhạc.